dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, tình mình chỉ như cơn mơ, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù cuộc đời này bao nhiêu bão giông, chỉ cần nằm kề bên nhau, mưa cũng thôi rơi, con đường xưa cũ qua rồi. Hai trái em vào chia đất, mình là Tờ Lũi 98. Dù quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Trước tiên là khoe các bạn, ngày hôm nay mình ở canh me đấu trường Arena thành công với top 1 các bạn nhé. Chiến báo thì gọi là ủng tỏi luôn các bạn ạ. Leviathan mới đánh ở top 1, trước đó là từ mình. Sau đó thì thôi. Trước đó các bạn nhìn thấy mình đánh được tính top 1 từ SuID. Diamond Boy thì ông ghê, đấm nó cà phê lên tục tục luôn các bạn ạ. Sau cô cũng đánh Randy để lèo lọt vào top 10. Mỗi thế thôi, còn đâu từ top 3 đến top 4 thì có đánh nha các bạn nhá, nhưng mà nó không thay đổi thứ hạng thôi. Mình ngó qua chiến báo các bạn một tí. Này, vêu đầu luôn chứ chả vậy. Adam đánh mình, Diamond Boy đánh mình, đây mình nhầm xua đi phát công vào công đấm tơi tả. Rất may là Leviathan chắc mạng lát nên thành ra là đấm chậm, mấy ông kia đấm kịp nhưng mà mình ấy, nhưng mà lại không thắng được mình. Nó gọi là may hơn khôn thì các bạn ạ. Rồi, và để củng cố thêm top 1 này thêm chắc chắn, chính xác hơn là có một cái tỷ lệ đánh vào top 1 cao hơn nữa, thì mình chính thức bung lụa 3 quyển sách Hồn Lực Lam vừa mới thu thập được ở event Tiêu Yêu Cương các bạn nhé. Và mình sẽ có hai sự lựa chọn, đó là Hỏa Thần hoặc là Ám 5 ám. Nếu mình chơi Hỏa Thần thì rất là dễ dàng để lên được 2 sao, thậm chí là 3 sao vì mình vẫn còn quyển sách khác. Còn nếu như nâng ám thì mình sẽ nâng một phát lên ám 5 sao luôn. Nào chúng ta cùng xem quyết định lựa chọn cả nào thì sẽ là tốt hơn. Đấy. Hồn lực Hỏa Thần cũng rất mạnh các bạn nhá. Nhưng đầu tiên chúng ta ngó hồn lực ám đã. Ở trạng thái ám 5 sao thì mình sẽ được thêm một cái hiệu quả. Đó là giảm các võ sĩ hàng trước đối phương, và hàng sau đối phương. Rear là hàng sau đối phương. 20% tỷ lệ chí mạng và 20% lực chí mạng không thể hóa giải. Nghĩa là mình xem nào. Theo mình biết cái này là nó sẽ kéo dài. À đây, nó kéo dài 2 lượt đấy các bạn. For 2 rounds đấy, kéo dài trong vòng 2 lượt các bạn nhá. Rất là ghê luôn. Còn ở trạng thái 4 sao và 3 sao trước đó thì các bạn thì nó đã giảm hàng trước là 20% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn. Ở trạng thái 3 sao thì là hồi từ 20-40% máu tối đa cho toàn bộ đồng minh các bạn đấy. Còn ở đoạn 2 sao thì là khi mà nó bị chết thì sẽ giảm ngẫu nhiên hai võ sĩ bên đối phương 200 độ. Còn ở trạng thái 1 sao thì kẻ mới giết trang béo thì sẽ bị giảm 50% công thủ trong vòng 2 lượt, không thể hóa giải. Hay vắn tắt nó là như vậy. Để các bạn thấy rằng hồn lực ám này khi mà nâng lên đến tầm 5 sao thì nó cũng chỉ thêm một chút so với 4 sao và 3 sao thôi. Thế nên lý do ngày trước mình chưa nâng. Còn nếu như chơi hồn lực Hỏa Thần thì sao? Đây các bạn ạ. Hồn lực Hỏa Thần này đem lại những hiệu quả vô cùng to lớn. Cái này thì mình đã review một lần rồi. Vắn tắt là khi mà lên tầng 4 sao thì đối phương sẽ bị, thật ra cái quan trọng nhất của nó theo mình đánh giá là cái tầng 2 sao các bạn ạ. Sẽ tầng 2 sao đối phương khi mà bị dính tuyệt kỹ thì sẽ bị giảm mất 8% một tối đa và 200 độ. Kết hợp với cái 1 sao đó là khi mà đánh vào ấy, thì đối phương sẽ bị giảm tốc độ hồi nộ đó. Đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, tốc độ hồi nộ không nhỉ? Đúng rồi. À quên mất, đối phương sẽ bị đóng băng thanh nộ chứ. Giống như là tuyệt kỹ của con kiêu đen ấy các bạn ạ. Sẽ bị đóng băng thanh nộ. Và đóng băng thanh nộ trong một lượt. Giảm 50% cái tỷ lệ hồi máu nhá. Đấy, và đóng băng thanh nộ, thì cái mình thấy cái đóng băng thanh nộ là cái rất là ghê gớm luôn. Nó khống chế nộ các võ sĩ hàng trước của địch thủ phải gọi là kinh khủng luôn. Đấy, hàng sau thì hên xui nhá. Hàng sau thì tùy thôi. Ba sao thật ra cũng đơn giản thôi các bạn. Mình chơi thì mình 4 sao thì mới làm hiệu quả đấy, nhưng mình nâng lên thì cũng không khó. Vấn đề bây giờ là mình chỉ có 6 võ sĩ chính trong đội hình đấy, và mình cần 6 cái bộ hồn lực thôi. Trong hình ảnh của các bạn mình, các bạn đã nhìn thấy 9 bộ hồn lực, trong đó các hồn lực đạt trạng thái từ 4 sao trở lên bao gồm 6 viên rồi, 1 2 3 4 5 6 rồi.
Đây con này cũng 3 sao các bạn này. Thế nên bây giờ nếu như mình dùng tiếp hỏa thần thì theo mình đánh giá là sẽ phải vứt bớt một số hồn lực ở trên đi. Chưa kể còn hồn lực linh lang là một cái bộ hồn lực cũng ám cực kỳ mạnh mà mình cũng rất là thích. Thế nhưng chưa có điều kiện nâng thì mình cũng đờ đấy, chứ nói lại thay thì biết thay vào đâu. Nên là thôi mình quyết định là mình không chơi lăng hỏa thần nhá. Không phải vì nó không tốt mà mình buộc phải sự lựa chọn. Nghĩa rằng có những loại hồn lực như thế, nhiều loại hồn lực như thế, mình nhưng mà số lượng võ sĩ của mình được cầm thì nó là giới hạn. Thế nên là mình sẽ lựa chọn những bộ phù hợp tốt nhất thôi. Nó cũng giống như các bạn có rất nhiều võ sĩ trong đấu trường, mà tháng nào cũng có võ sĩ mới thôi, thậm chí tháng nhiều tháng còn hai võ sĩ mới. Thế thì các bạn cũng bắt buộc phải lựa chọn cho mình, bắt buộc phải lựa chọn luôn để cái nào là tốt và cái nào là tức cái nào dùng được, còn cái nào thì bỏ qua để không dùng. Rồi, quyết định cuối cùng của mình là 3 sao. In hàng là nâng cấp. Ok, tốn thêm 200 máu nữa. Và đây sẽ là bộ hồn lực tiếp theo của mình đạt lên đến tầm 5 sao. Như vậy là mình có 4 bộ 5 sao, 2 bộ 4 sao và 1 bộ 3 sao. Mấy cái 1 sao không thể tính tiền. Cái codex này mình cũng có 2 quyển, thêm 1 quyển nữa là lên nốt lên tầm 5 sao. Nhưng mà chắc là cái này là mình sẽ vứt đi thôi. Hơi vân vân nhỉ, tiếc quá cái ăn gieo trinh này cho mình vứt đi rồi. Vì sau này nó không cần thiết nữa, mà biết cái này nó rất là mạnh ấy. Béo 5 sao mà nó mạnh lắm ấy, nhưng mà thôi. So với những cái hồn lực như là linh lang chẳng hạn thì ăn gieo trinh và godet không thể nào mà sánh bằng được. Còn các hồn lực khác mình cho rằng cực kỳ ghê gớm nhá. Storm thì mạnh nhất rồi. Warden là một vị trí phòng thủ, gấp vào ai võ sĩ đấy cũng trở lên phòng thủ với gọi là ghê gớm luôn. Cái hồn lực Warden dã man lắm. Hồn lực Devil thì các bạn muốn đối phương không có sát thương thì phải có Devil. Thì không thì đặc biệt càng về cuối trận gần như tỷ lệ ám vào chủ đối phương là 100%, thì sẽ các bạn sẽ không lo là nó sốc chết với mình được cái này. Ám ám thấm lắm các bạn ạ, ám kinh khủng khiếp luôn. Nó ám làm giảm cho đối phương đâu rồi, đâu rồi nhỉ, cái ám nào nhỉ, đấy đúng rồi cái này đây này. Con nào tanker mang cái này thì trâu hơn, còn đâu ám lên đối phương xem nào, làm giảm của đối phương 20%, mình xin lỗi, tăng cường thêm vào nhá, thì là giảm 30% tỷ lệ cường hóa sát thương bên võ sĩ bên phe địch. Đúng rồi các bạn, đúng rồi. Đúng rồi, giảm 30% tỷ lệ cường hóa sát thương bên phe địch. 30% sát thương tuyệt kỹ bên phe địch nữa. Đấy, nó giảm hai cái đấy các bạn nhá. Châu vãi. Để khiến cho đối phương phải gọi là phế gần. Qua mình cơ. Mớt đỏ. À đây. Mình sẽ thêm cái rune đỏ này, mình xem mình lắp vào đâu bây giờ đây. Rune này tăng 5% tỷ lệ chí mạng và perk level 3. Viên số 3 là viên này. Tăng thêm 10 level. Mình biết dùng cho ai bây giờ nhỉ? Xem nào, con nào mình nghĩ là cần thứ tự tung tuyệt kỹ trước nhỉ? Seki hay có Dulon nó cần tung kỹ trước không? Xem tuyệt kỹ của Dulon có gây cái hữu dụng nhỉ? Mau lâu ngày quên luôn cơ. Xem là có giảm được cái gì đối phương. Đây tuyệt kỹ trên này. Tăng cho bản thân tỷ lệ sát thương và sát thương. Võ sĩ càng ít độ gen cao, hay giữ hiệu quả này. Gây thêm sát thương 40 điểm, chắc chắn tụ lục chiêu. Hóa giải hiệu ứng bất lợi của bản thân. Trên 80 điểm. Rồi, con này không cần tụ lục kỹ trước. Con này tụ lục kỹ trước chờ giải quyết được vấn đề. Thằng trang béo này mình nghĩ là thằng cần tụ lục kỹ trước. Các bạn ấy nó làm giảm fresh rest and ulti rest đây các bạn nhá, tức là nó giảm kháng sát thương và nó giảm kháng sát thương và kháng sát thương kỹ của mỗi mục tiêu đi 30% và chỉ số phòng thủ đi 60% trong vòng một lượt xuyên miễn khống và không thể hóa giải. Các bạn, con này là con cần tôi kỹ trước để làm mồi cho mấy con khác. Ok,
Còn con nào cũng nha. Con này cũng tôi ký trước được, nhưng mà với điều kiện là nó phải có hồn vũ khí cơ. Nó sẽ làm giảm tỷ lệ kháng sinh độc chiêu à? À không cần, con này không cần. Còn phu la băng mình thấy cũng cần chứ. Nó sẽ đóng băng đối phương. Khi mà đóng băng đối phương thành công thì nó sẽ làm cho đối phương bị, thứ nhất là không gây hồi nộ được nhá. Thứ hai là đôi nhỉ, nhất là không gây hồi nộ được. Giảm tốc hồi nộ. À đây cái này băng tâm là giảm tốc 30%. Cái nào không gây hồi nộ được nhỉ? Bảy mươi phần trăm đóng băng tiêu chỉnh trong một lượt không thể hóa giải, giảm tốc độ hồi nộ mục tiêu 100%, giảm 300 nộ khi mà hiệu ứng kết thúc, bỏ qua miễn khống. À không, con này cũng không cần lắm rồi. Như vậy thứ tự mình nghĩ là trang béo và cần trước, sau đó đi Saiki. Con Saiki này có làm giảm khá sát thương của đối phương. Nhưng thôi cho trang béo trước các bạn nhá. Đâu rồi? À con này có rồi đấy. Trang béo đâu rồi? À xem này là viên số mấy đâu. Mình không biết thằng này viên số mấy. À viên số 1, ngon vãi. Hợp lý. 240, 205. 430. Sao viên này to ấy? À không, hôm nay viên này 215, quên, ở méo rồi, mặt mà loạn lên rồi. Ngon vãi. Đây. Ngon không? Thằng lên lét. Mày mà cũng đòi ăn ham hố như thế cả. Cho thêm viên này nữa nhá. Ê, trâu vãi. Thêm 40.000 HP rồi. Ngon vãi, con này là chính eo con đả là đánh phải dùng cho nó khổ vãi. Có đồ mà dùng tan cho những hội ớt ơ rồi, bắt đầu thừa đồ, bắt đầu mình thừa giấy quá đình, bắt đầu mình đi vẽ voi. Đúng không? Bắt đầu thừa thừa rồi đấy. Bắt đầu thừa thừa đồ rồi đấy. Store coi xem nào. Coi từ từ nhá. Không biết mình có bao nhiêu vé luôn các bạn ạ. Đủ 10 vé quay một lần cho nó nhanh. Rồi, 76. Không 706. Even 7 ngày mới, ngày số 3 rồi các bạn ạ. Yêu vàng của mình. Đơn giản nói. Các bạn, ngày hôm nay thì nhớ là dùng, hồi là mình nói hơi muộn nhỉ. Các bạn nhớ dùng toàn bộ thể lực để các bạn quét màn khó nhá. Quét màn chính 10 lần thôi, còn quét màn khó cho mình. Mấy hôm nữa mình sẽ chuyển sang quét màn chính. Tại vì mấy hôm nữa sẽ có x2 màn chính. Giờ thì chưa có x2 màn chính. Thì tao quét màn khó, chơi là phải khôn lên một tí. Hồn khí tư chất 15. Mình cần thêm hai hồn vũ khí này nữa là mình nâng được Xbox Athena đấy. Nhưng tất nhiên là mình sẽ không chơi đâu. Vì Athena là đối tượng theo mình đánh giá là ưu tiên hàng đầu. Cháy có sao đâu, cháy có sao đâu. Nào, test hồn lực ám vô địch đi. Tận cùng của lỗi ám ấy. Năm sao. Rồi. Đánh luôn top 1 các bạn nhé. Lúc nãy là mình thắng Adam là mình thắng ở tư thế phòng thủ. Mình nghĩ là hai bên huề cờ. Tức là họ không giết được mình, mình cũng không giết được họ. Huề cờ. Thì sao? Về nhau thì sao nhỉ? Ai phòng thủ thì người ấy thắng, ai tấn công thì người ấy thua, thì thôi. Dù là cơn mơ băng giá, sao mẹ gì mà lắc thế? Lạc lòi ra ra ấy y. Lady go! Chú ông xem. Chú xin lệ đồ mít kia. Chú xin lệ đồ mít kia.
小心ねどめしきれげどうなるんだよぜいえいよしろっとぜくそおらはうおっぱりゃ決まったぜいくよいけいけしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよダイゴソーダ、ダイゴソーダ、おい、おいよしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよ貴様を打ち砕くどうしよう天然芸えいえいアテナ行きますいっけーぜいえいよ小細工は無用だ見せようおいおいよにゃー大ゴッサー大ゴッサーくっくっはいしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよ民の論は近年かばぜいえいよカーネフェルの神髄を頑張らなきゃどうしよう天然芸えいえいえいアテナ行きますいっけぜいえいよどうしよう天然芸えいえいえいぜいえいよカーネフェルの神髄を小細工は無用だ見せようぜいえいよおいおいよえいよぜい大ゴッサー大ゴッサーくっくっはいしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよ頑張らなきゃどうしよう天然芸えいえいぜいえいよいくよいけいけビーザこれ壊れちゃえぜいえいよマムのチャンピオンえいよぜいしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよぜいえいよ小細工は無用だ見せようぜいえいよ貴様を打ち砕くおいおいよにゃスライダーシュートくっくっはいしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよぜいえいよしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよアテナ行きますいっけぜいえいよぺしゃんこにしてやるほらほらほらほらほらほら決まったぜ行くぞおらうおっぱりゃ決まったぜぜいえいよしょせんはドブシキャラが見たわけなんだよいくよいけいけビーザこれ壊れちゃえにゃぺしゃんこにしてやるほらほらほらほらぜいえいよ
カーネフェルの神髄を。行くよ。行け行け。ビーダ。終わるか。はい、はい、行くよ。射線ウェド。ぶち上げ。どうなんだよ。射線ウェド。ぶち上げ。どうなんだよ。頑張らなきゃ。交渉。全連携。射線ウェド虫しげげどうなんだよ。カーネフェルの神髄を。射線ウェド虫しげげどうなんだよ。はい、はい、行くよ。頑張らなきゃ。交渉全連携。마오모든랭청로맹이샤콘이스티아리우라우라우라우라우라반대여기니는내가해라우라오파야제멋터져쇼싱웨도무시하게도와야한다요그요이게이게비다Rồi, lần miễn trí tử đầu tiên. Lần này các bạn khỏe quá rồi. Pechanko ni shite yaru. Ura 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 ura. Ikku yo. Ike ike. Bida. Kare. Sama o uchi kudasu. Ganbara nakya. Kousho. Senrenge.射線ウェド虫しげげどうなんだよ。アテナ行きます。アテナ行きます。実況あれよ。にゃダイコストーダイコストーダイコストー。các bạn thấy độc chiêu của Athena cũng đủ sức giết Athena đối phương, quá ngon luôn. Đây là một trong những tiền đề làm mình chiến thắng. 射線ウェド虫しげげどうなんだよ。射線ウェド虫しげげどうなんだよ。trang béo của mình còn chưa ám được rồi nào. 射線にしてやる。ほらほらほらほらほら。決まったぜ。行くぞ。ほら。ファイヤー。決まったぜ。射線ウェド虫しげげどうなんだよ。射線ウェド虫しげげどうなんだよ。はい、はい、行くよ。カーネフェルの神髄を。頑張らなきゃ。交渉全連携。射線ウェド虫しげげどうなんだよ。アテナ行きます。実況ペシャンコにしてやる。ほらほらほらほらほら。はい、はい、行くよ。カーネフェルの神髄を。
射線ウェイド虫けらげ取られてんだよ射線ウェイド虫けらげ取られてんだよ頑張らなきゃ王将ダルランゲ行くよいけいけビーザこれ壊れちゃえぐいえいよ決まったぜ行くぞモメントラムラファイヤー決まったぜ射線ウェイド虫けらげ取られてんだよペシャンコにしてやるオラコーナーティナーのコンボを虫けらげ取られてんだよいくよいけいけビーザこれ壊れちゃえヘッドン反撃頑張らなきゃ王将ダルランゲアテナ行きますCứ cao mình là người chiến thắng. Sơ sinh về đồ mê xe ghê. Cho lại nhìn đấy à. Con hô ta đủ đối phương được bút quá mạnh. Bê sáng con đi xe ghê. Hura.射線ウェイド虫けらげ取られてんだよ mình hơi bất ngờ vì con trang béo đối phương射線ウェイド虫けらげ取られてんだよ行くよ bù lại trang béo của mình mãi không đi chơi王将ダルランゲグイエイヨ射線ウェイド虫けらげ取られてんだよ射線ウェイド虫けらげ取られてんだよグイエイヨ行くよいけいけビーザこれ壊れちゃえヘイゴヘイヨエイヨグイスライダーシュート OK trận này là trận mình lấy lại top 1 đấy các bạn ạ đánh với Adam ok về cơ bản thì các bạn thấy ạ trang béo của mình đã đạt đến 5 tầng với các bạn trong các video clip tiếp theo mình chắc là thôi sẽ không mua bộ này nữa mua đủ rồi 4 bộ là 3 con sò là mình ăn là đủ no rồi còn đâu thì sẽ dành kim cương nhào nhỉ chơi có tính năng đi nhá đấy, thật các bạn đội hình của mình gần như là cứng rồi đấy. Quá nhiều top 1 thì các ông còn bảo đòi đến thế nào nữa. Đấy, còn đâu kim cương thì sẽ để dành cho việc khác các bạn nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi, hẹn các bạn trong buổi livestream cũng như video tiếp theo.